Alo, xin chào. Hôm nay mình sẽ làm Reading IELTS quyển 8 ha. Test 1, bài đọc số 1, A Chronicle of Timekeeping. Nhớ là phải chăm học từ vựng trong quyển này ha. Cô sẽ để đường link ở bên dưới các clip để mấy bạn tải về học. Cảm ơn anh Nguyễn Mạnh Trọng đã biên soạn quyển này nha. Như trước giờ cô vẫn nói, trước khi mà mình đọc đoạn văn thì mình phải đọc những câu hỏi có liên quan tới đoạn văn đó trước. Ví dụ như bây giờ là mình đọc qua câu hỏi số 1 tới câu số 4 nè. Tại vì thí dụ như đoạn A mà nó có description, nó có mô tả về cái phát minh early timekeeping affected by cold temperatures thì đáp án của câu số 1 sẽ là A. Cho nên cái cách làm đó là khi mà mình dịch xong đoạn A rồi thì mình lại phải lia câu 1 tới câu 4. Dịch xong đoạn B, lia câu 1 tới câu 4, coi coi nó có nói gì tới những cái đoạn mình vừa mới dịch hay không. Kế đến là mình xem câu số 5 tới câu số 8 ha. Mình sẽ thấy là list of nationalities là danh sách các cái quốc gia. Vậy thì khi mà mình đọc bài, mình thấy chỗ nào có Babylon, chỗ nào có Egypt, Ai Cập, chỗ nào có Greeks thì mình phải khoanh lại và mình nhớ nó là khu vực của câu 5, 6, 7, 8. Thí dụ nè, vô đây nè, đoạn A là mình đã thấy có Babylon rồi nè, thấy không? Rồi, đến câu số 9 tới câu số 13 thì khi nào mà mình thấy cái từ khóa là năm 1960 lever base device thì khúc đó chính là đáp án từ câu số 9 tới câu số 13 đó. Ví dụ như ở trong đây, đó chính là đoạn G nè. Đoạn G mình thấy bắt đầu có năm 1670 nè. Ok, lever base device nè. Tức là cái khu vực của câu số 9 tới câu số 13 nó sẽ nằm ở đây. Rồi mình vào đoạn A nha. Dòng 2 của đoạn A nói The Babylonian began to measure time. Người Babylon bắt đầu đo lường thời gian. Introducing calendars. Làm ra lịch. To coordinate. Để kết hợp communal activities. Những cái hoạt động cộng đồng. To plan shipment of goods. Lên kế hoạch vận chuyển hàng hóa. And in particular, và đặc biệt là to regulate planting and harvesting, đặc biệt là để điều phối việc trồng trọt và gặt hái. Vậy câu số 8 nè, mình sẽ chọn đáp án là câu A ha, là người Babylon. They created a calendar, họ tạo ra lịch to organize public events để tổ chức sắp xếp những cái sự kiện công cộng and work schedules và lịch trình làm việc. Vậy thì public events, những sự kiện cộng đồng, nó sẽ bằng với communal activities, những hoạt động cộng đồng. Và work schedules là lịch trình làm việc, thì nó sẽ bằng với planting and harvesting, đó là trồng trọt và gặt hái. Mình sang đoạn B ha, dòng số 2 của đoạn B nó nói là For those living near the equator, đối với những nơi nào mà sống gần đường xích đạo. Rồi dòng 3 nó nói the calendars that were developed, những cái lịch mà được phát triển at the lower latitudes, ở cái vĩ độ thấp hơn thì sẽ bị ảnh hưởng bởi cái gì. Dòng thứ 4, in more northern climes, ở khu vực phía Bắc, Northern phía Bắc nè. Dòng thứ 5 thì lại có chữ agriculture, nông nghiệp. Vậy thì trong đoạn 2, trong câu 2 nó nói an explanation, một cái lời giải thích về the importance of geography, tầm quan trọng của địa lý in the development of the calendar in farming communities. Trong việc lời giải thích về tầm quan trọng của địa lý trong cái sự phát triển lịch ở những cộng đồng nông nghiệp. Vậy mình có chữ farming này bằng với agriculture bên kia, còn geography thì nói là xích đạo, rồi vĩ độ thấp, rồi khu vực phía Bắc. The development of the calendars thì nó bằng với the calendars that were developed. Cho nên đáp án của câu số 2 mình sẽ chọn là B ha, tại vì đoạn B có nói tới những cái này.
Dễ ha. Đoạn C nha. Còn thú vị hơn nữa ở chỗ coi nó nhiều chữ vậy chứ nó dễ ẹc à. The Egyptians had formulated a municipal calendar having 12 months of 30 days. Là người Ai Cập phát triển một cái lịch mà có 12 tháng, mỗi tháng đều 30 ngày hết. Cho nên đáp án của câu số 5 mình sẽ chọn là B ha. Egyptians, người Ai Cập devised a civil calendar, đã thiết kế ra một cái lịch in which the months were equal in length, mà các tháng bằng nhau về chiều dài. 30 ngày đó, mỗi tháng đều 30 ngày hết. Equal. Rồi mình tới đoạn D nha. Mấy dòng đầu của đoạn D là nó mô tả là nước chảy làm sao, nhỏ ra làm sao, vân vân. Ba dòng cuối quan trọng nè. Although these devices perform satisfactorily around the Mediterranean, they could not always be depended on in the cloudy and often freezing weather of northern Europe. Mặc dù những thiết bị này vận hành một cách thỏa mãn ở khu vực xung quanh Địa Trung Hải, nhưng mà chúng không nên luôn luôn được phụ thuộc vào, có nghĩa là mình, con người không có thể nào lúc nào cũng phụ thuộc vào cái những thiết bị này hết, vào cái in the cloudy and often freezing weather of northern Europe, tức là trong cái thời tiết đóng băng, thường đóng băng và có mây ở northern Europe, là con người không thể phụ thuộc vào những thiết bị này được. Có nghĩa là câu số 1 nè, nó nói đoạn nào có cái description mô tả of an early timekeeping invention, một cái phát minh affected by cold temperatures, bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ lạnh, thì đó chính là đoạn D, bởi vì cold temperatures này chính là bằng với freezing weather, là thời tiết đóng băng. Không thể phụ thuộc vào những thiết bị này vào cái thời tiết đóng băng được, có nghĩa là thời tiết đóng băng sẽ ảnh hưởng tới cái thiết bị này. Phát minh bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ lạnh. Dễ ha. Mình đến đoạn E nha. Dòng số 4 nói, the schemes that divided the day into 24 equal parts. Cái schemes, cái kế hoạch, cái sơ đồ mà chia ngày ra thành 24 phần bằng nhau thì varied, thì nó thay đổi. Italian hours began at sunset. Giờ của Ý thì bắt đầu vào lúc hoàng hôn. Babylonian hours at sunrise. Giờ của Babylon thì bắt đầu vào lúc mặt trời mọc. Germany at midnight, French. Như vậy thì ở đây nó nói tới bốn nước, cho nên ở bên, nó bằng với câu số 4 ở bên này là different societies. Details of the simultaneous efforts of different societies, tức là chi tiết về sự nỗ lực đồng thời của những cái xã hội khác nhau để ước tính thời gian sử dụng những cái giờ giấc giống nhau. Như vậy, đáp án của câu số 4 chính là đoạn E ha. Đoạn E có nói tới nỗ lực của different societies. Rồi, hai dòng cuối của đoạn E sẽ trả lời được cho câu số 6, đó chính là French hours, là cái giờ giấc của Pháp. They split the day into two 12 hours periods. Thì nó sẽ chia cái ngày thành hai cái phần 12 giờ. Vậy thì câu số 6 nè, mình sẽ chọn đáp án là F, tức là French. Thì người Pháp họ sẽ divide the day, là họ sẽ chia cái ngày into two equal halves, thành hai cái nửa bằng nhau. Bên này thì nói là hai cái 12 giờ. Thì bên này nó sẽ bằng với two equal halves. Mình sang đoạn F, hai dòng cuối nha. By the 16th century, là vào thế kỷ thứ 16, a pendulum clock, một cái đồng hồ quả lắc, had been devised, đã được phát minh. But the pendulum swung in a large arc. Nhưng mà cái quả lắc đó nó đung đưa theo một cái vòng cung lớn, and thus, và vì vậy, was not very efficient, đã không có hiệu quả lắm. Vậy thì mình thấy đoạn F này nó có description, nó có mô tả về origins, về cái nguồn gốc của
cái pendulum clock nè, của cái đồng hồ quả lắc. Cho nên mình chọn đáp án của câu số 3 là F ha. Đoạn F có nói tới cái origins of pendulum clock, đó là vào thế kỷ thứ 16 đã được phát minh ra. Rồi mình đến đoạn G nha. Đoạn G rất là thú vị nè. Dòng số dòng đầu tiên là mình có chữ escapement. Mình không biết nó là cái gì. Xin lỗi vì nó cục. Dòng thứ hai có lever based device. Tất cả những từ này là từ khóa của bên câu số 9 cho đến câu số 13. Rồi có năm 1670 ở Anh nữa. Vậy thì có lại ha, từ câu số 9 tới câu số 13 nè, từ khóa nè, năm 1670, lever based device, escapement. Vậy thì mình thấy là resembling là giống nè. Thì ở bên này mình có cái lever based device này, shaped like, có hình dáng giống như, chữ like là giống như. Vậy giống cái gì? Giống a ship's anchor, giống như cái bánh lái của con tàu. Cho nên đáp án của mình là resembling, coi nó cho mấy chữ, hai chữ. Cho nên đáp án mình là ship's anchor. Dễ ha. Xin lỗi, hình như hồi nãy dịch là mà cái gì ta, bánh lái ha, không phải, nó cục nhiều quá, dịch tầm bậy rồi. Anchor này là cái mỏ neo ha, mỏ neo của con tàu. Rồi cũng trong đoạn G này mà dòng số 4 mình thấy là each tooth of the escape wheel, mỗi một cái răng của cái escape wheel ha. Vậy thì ở đây mình thấy là mình nhìn vô cái hình, mình thấy nó chỉa vô nè, nó chỉa vô cái này thì cũng giống cái răng lắm chứ. Cho nên câu số 11 này là tooth nè, mà cái tooth này thì ở trong của cái gì, nó chỉa cái mũi tên của nguyên cái hình màu vàng cô tô nè. Như vậy đáp án sẽ là escape wheel. Dù không biết nó là cái gì nhưng mình vẫn sẽ làm được. Rồi đoạn G hai dòng cuối nó nói a long pendulum, một cái quả lắc dài, which could beat once a second, mà sẽ đánh một lần một giây. Vậy thì ở bên này nó nói cái gì? Beat ha, thì là cái long pendulum. Rồi, beats, each, sẽ đánh mỗi gì? Each second. Chữ each này nó bằng với chữ a second. Đây là bản cuốn mà cô Captain Bear rất hay chơi khi lên Đà Lạt. Bản cuốn bị ai bắt rồi không biết nữa, nên bạn nào ở Đà Lạt mà thấy bản cuốn này ở đâu thì chỉ cho cô với nha. Còn đây là bản cuốn cô nhặt được ở sân tennis khu du lịch Tân Cảng, chân cầu Sài Gòn. Bạn nào là chủ của em nít á, thì đến đón em nít về nha. Rồi mình tới câu cuối cùng nha. Câu cuối cùng nằm ở trong đoạn G, ba dòng cuối đoạn G ha. Đoạn G thì nó nói đây là in England, ở Anh ha. This invention allowed the use of a long pendulum which could beat once a second. Cái phát minh này cho phép việc sử dụng một cái quả lắc dài mà có thể đánh một lần một giây. And thus, và vì vậy, led to the development of a new floor standing case design. Và vì vậy mà đã dẫn tới sự phát triển một cái thiết kế dạng hộp đứng ở trên sàn nhà. Đó chính là cái dạng đồng hồ quả lắc mà nằm ở trong một cái hộp hình chữ nhật lớn á. Cho nên câu số 7, they developed a new cabinet shape for a type of timekeeper, là họ phát triển một cái dạng hình tủ mới cho cái loại timekeeper. Thì cabinet shape này nó bằng với lời là floor standing case design, cái dạng thiết kế dạng hình hộp đứng nè. Vậy thì đáp án của câu số 7 mình sẽ chọn là D ha, English, người Anh phát triển cái dạng này. Trong đoạn G nó có nói in England.
Rồi, vậy là mình xong một bài nữa rồi ha. Cô chúc các trẻ chăm chỉ để học giỏi giống như cô Captain Ben nha. Bye bye, hẹn gặp lại ở clip kế tiếp.